Thưa quý vị, Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng đã hoạt động trở lại, chủ yếu là mở cửa phục vụ mượn trả sách. Song khi hoạt động, vẫn tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng COVID-19 để đảm bảo an toàn cho bạn đọc khi đến với thư viện. Thư viện đã mở cửa trở lại vào ngày 18 tháng 10 năm 2021, mở cửa phục vụ mượn trả sách và đọc tại chỗ. Tại ba phòng, đó là phòng mượn, phòng thiếu nhi và phòng báo tạp chí tra cứu địa chỉ. Một số bạn đọc lâu năm tại thư viện cảm thấy rất vui mừng khi thư viện hoạt động trở lại vì được ngồi đọc sách tại chỗ là một cảm giác rất thư giãn sau thời gian dài ở nhà. Tuy nhiên, theo ghi nhận của nhóm phóng viên chúng tôi, lượt người đến thư viện ít hơn so với trước. Nguyên nhân vì xác định nguy cơ dịch bệnh luôn thường trực nên bạn đọc giảm tần suất đến và hầu như có thói quen ở nhà sử dụng tài liệu điện tử của thư viện. Tôi đến thư viện để mượn sách, muốn tìm một số sách tham khảo về dân tộc Cơ Tu của tỉnh Quảng Nam. Đây là lần đầu tiên sau dịch tôi đến với thư viện này. Nhưng mà đến đây tôi có cảm giác là rất là yên tâm vì tất cả các biện pháp phòng dịch đã sẵn sàng và rất là chu đáo. Nội dung sách cũng rất là phong phú. Tôi đang muốn tìm cái sách của tôi, nên tôi đã được các nhân viên ở đây hướng dẫn rất là tận tình. Trong những ngày đầu mới mở cửa, thì chủ yếu bạn đọc đến mượn trả sách trung bình khoảng 200 lượt người trên 300 lượt sách. Sau qua gần nửa tháng, lượt bạn đọc tăng lên trung bình khoảng 300 lượt ngày và gần 500 lượt sách báo. Để đảm bảo môi trường an toàn tốt nhất cho bạn đọc, thì thư viện thực hiện thường xuyên công tác vệ sinh, đồng thời đảm bảo công tác phòng chống COVID-19. Đảm bảo là các bạn đọc đến mượn trả và đọc một số sách tại chỗ và vẫn phải đảm bảo được cái công tác 5K của Bộ Y tế quy định. Đó là một số phòng và trong quá trình phục vụ thì cũng sẽ có những cái chuyển biến mới. Ví dụ như sẽ đưa ra những cái quy định như là bước vào là phải khử khuẩn và cũng phải đeo khẩu trang và thực hiện quét mã QR trước khi vào các phòng để mượn và trao đổi sách. Ngoài ra, thư viện đã và đang đẩy mạnh thư viện số, thường xuyên cập nhật, bổ sung các đầu sách mới trên các trang điện tử của thư viện để đáp ứng nhu cầu đọc sách của bạn đọc bất cứ lúc nào.